Xin chào các bạn. Như trong clip trước thì mình có giới thiệu với các bạn một cái cách đơn giản để ẩn cái file hoặc là một thư mục để giấu cái dữ liệu nhạy cảm của bạn ở trên máy tính. Hôm nay mình sẽ trở lại với một cái hướng dẫn nhỏ nhỏ nữa. Đấy là sau khi bạn đã giấu cái dữ liệu của mình rồi, bây giờ bạn muốn xem cái folder mình đã ẩn đi ấy, thì mình sẽ làm như nào? Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn hai vấn đề, một là hiển thị các cái file hoặc là thư mục đã được ẩn đi, thứ hai nữa là hiển thị cái đuôi của cái hiển thị là cái phần mở rộng hay là còn gọi là cái đuôi của file. Cái hướng dẫn này nó khá là hữu ích, đôi khi bạn muốn xem cái file của mình nó là cái định dạng nào để các bạn sử dụng phần mềm để mở hoặc là chỉnh sửa cái file đấy. Thì trước hết là để thực hiện, các bạn mở cái thư mục hoặc là mở cái ổ đĩa mà bạn muốn thực hiện cái thao tác này. Mình ở đây mình muốn xem các cái file. Trước hết là các bạn mở ổ đĩa của mình, sau đó các bạn vào phần organize. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái tùy chọn là folder insert option này, thì các bạn chọn cái tùy chọn này, sau đó thì các bạn vào phần view. Ở phần Advanced Setting thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái tùy chọn liên quan đến cái folder của mình. Thì ở đây có hai cái tùy chọn rất là quan trọng. Một là trong cái phần Hidden File and Folder này thì các bạn đang nhìn thấy cái dấu chọn của nó là Don't Show Hidden File, Folder or Drive. Thì cái tùy chọn có nghĩa là không hiển thị các cái file ẩn, thư mục ẩn hoặc là kể cả ổ đĩa ẩn. Thì các bạn chọn vào cái tùy chọn ở dưới là cái tùy chọn ngược lại với cái tùy chọn ở trên. Đấy, chỉ như vậy, với cái tùy chọn này thì tất cả những cái file mà được ẩn trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị. Tiếp theo nữa là đối với cái phần các cái đuôi hoặc cái phần mở rộng của file, thì để hiển thị cái phần này thì các bạn làm như sau. Cũng trong cái phần folder option này thì các bạn tìm cái tùy chọn là hide extension for no file type. Thì cái tùy chọn này có nghĩa là khi cái tùy chọn này được chọn thì có nghĩa là các cái phần mở rộng của file sẽ được ẩn đi. Thì để hiển thị cái phần đuôi của file thì các bạn bỏ chọn phần này. Sau đó các bạn chọn apply. Thì như vậy là hai cái tùy chọn của mình ở trên thì đã thực hiện xong, có nghĩa là một là mình đã để hiển thị các cái file ẩn hoặc thư mục ẩn. Cái tùy chọn thứ hai là mình để các cái cái tùy chọn thứ hai là mình sẽ xem được các cái phần mở rộng hay còn gọi là đuôi của file. Sau đó các bạn chọn OK. Thì ngay trong ổ đĩa này thì bạn có thể nhìn thấy là ở đây có hai thư mục ẩn đã được hiển thị lên. Ngoài ra thì mình sẽ quay trở lại cái thư mục mà mình vừa thao tác. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây có cái folder ẩn mình đã thực hiện ẩn ở trong clip trước. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái folder đã và đây các bạn có thể nhìn thấy cái folder đã được hiện lên và có cái biểu tượng của nó hơi mờ mờ. Các bạn có thể mở ra. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái folder này mình có một cái file là capture 3. Thì trước khi mình thực hiện cái file này nó không có phần đuôi là camrec, thì các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình chọn cái tùy chọn là hiển thị phần mở rộng thì các bạn có thể nhìn thấy cái đuôi của file ở đây, đấy chính là camrec đấy. Như vậy trong cái clip ngắn này thì mình vừa hướng dẫn với các bạn hai cái tùy chọn khá đơn giản với cái phần thư mục trên máy tính của mình. Đấy là cái tùy chọn là hiển thị các cái file ẩn, đấy là cái tùy chọn hiển thị các cái file hoặc thư mục ẩn. Cái tùy chọn thứ hai là hiển thị phần mở rộng của file hay là còn gọi là đuôi của file. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like, share hoặc subscribe. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ làm như nào.com. Chào các bạn.